trong bản tin thứ năm ngày 22 tháng 4 hôm nay. Có thêm 1,9 triệu liều vaccine sẽ đến vào tuần tới, nhưng Canada có khả năng triển khai 3,1 triệu liều. Canada ngừng các chuyến bay từ Ấn Độ và Pakistan trong 30 ngày. Phòng khám tiêm chủng di động được thiết lập ở North Etobicoke và phòng khám tiêm chủng giả chiến ở Downsville, Ontario, tiêm vaccine cho cư dân trên 18 tuổi, không cần hẹn trước tỉnh Alberta đã phát hiện trường hợp đầu tiên liên quan đến biến thể đang hoành hành ở Ấn Độ. Các bệnh viện ở tỉnh Ontario đã được lệnh tạm dừng ngay lập tức tất cả các cuộc phẫu thuật không khẩn cấp. Tỉnh Nova Scotia đưa ra các biện pháp hạn chế mới nhằm giảm số lượng ca COVID-19 đang gia tăng. Bộ Y tế Canada đề xuất những hạn chế mới đối với bột talk hoặc thạch trong một số sản phẩm chăm sóc cá nhân. Một phẫu thuật cắt bỏ khối u nặng gần 3 pounds các bác sĩ tại bệnh viện SickKids đã cho bé trai Felix một cơ hội sống. Hãng hàng không giá rẻ mở rộng dịch vụ đến Canada với các chuyến bay giữa Vancouver và New York. Và trong một số tin thế giới đáng chú ý khác, Hoa Kỳ tăng mục tiêu cắt giảm khí thải nhà kính. Thủ tướng Justin Trudeau cam kết cắt giảm ít nhất 40% lượng khí thải vào năm 2030 tại Hội nghị Thượng đỉnh Khí hậu Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cũng đề xuất tăng thuế đối với người giàu và thu nhập từ lãi vốn để tài trợ cho việc chăm sóc trẻ em. Nga lên kế hoạch phóng trạm tàu vũ trụ riêng của mình vào không gian sau khi rời bỏ trạm không gian quốc tế ISS. Tàu thám hiểm Perseverance của NASA đã thành công tạo ra khí oxy trên sao Hỏa. Hoàng Anh cùng biên tập viên Tuấn Liêm xin kính chào quý vị đến với bản tin Canada nổi bật hàng ngày của kênh Culture Channel cũng như một số tin thế giới đáng chú ý khác được thực hiện bởi Culture Magazine là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất in ấn và phát hành tại Canada. Hoàng Anh cũng xin kính mời quý vị ghé thăm trang mạng của tạp chí Culture để đọc thêm các bản tin cũng như các bài viết khác tại địa chỉ culturemagazine.com. Và để ủng hộ cho kênh Culture Channel, Hoàng Anh xin kính mời quý vị bấm đăng ký subscribe miễn phí, giúp share, chia sẻ video và bấm like sau khi xem chương trình nếu các bạn thấy thông tin là hữu ích. Và xin hãy nhớ nhấn nút chuông để nhận được thông báo khi chúng tôi có các video mới. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Sau đây mời các bạn theo dõi bản tin chi tiết. Chương trình tiêm chủng vaccine COVID-19 tại tỉnh bang Ontario đang được tiến hành để giúp ngăn ngừa sự lây lan của virus, bảo vệ mạng sống. Cho đến khi tất cả chúng ta đều đã được tiêm chủng, hãy nhớ đeo khẩu trang, rửa tay, giữ khoảng cách. Mỗi ngày đang có hàng ngàn người được tiêm chủng, rất nhanh sẽ đến lượt của quý vị rồi đó. Muốn biết thêm chi tiết, quý vị có thể đến trang mạng ontario.ca slash Ontario's COVID-19 Vaccination Plan hoặc quý vị gọi số điện thoại 1888 999 6488 Đường dây có hơn 300 ngôn ngữ để phục vụ quý vị. Một lời nhắn từ Chính phủ Ontario. 1,9 triệu liều thuốc vaccine sẽ đến Canada vào tuần tới, thế nhưng Canada có khả năng triển khai đến 3,1 triệu liều thuốc. Canada có khả năng tiêm đến 3,1 triệu liều thuốc mỗi tuần. Nhưng theo những gì chính phủ liên bang đã đặt ra về một giai đoạn gọi là tăng cường trong việc triển khai vaccine, thì số lượng mũi tiêm đến Canada trong hầu hết các tuần vẫn thấp hơn so với số lượng mà các tỉnh và các vùng lãnh thổ có thể tiêm cho người dân. Chính phủ liên bang đang có kế hoạch nhận hơn 1,9 triệu liều vaccine vào tuần tới từ Pfizer-BioNTech, Moderna và Johnson Johnson. Tuy nhiên, lô hàng từ AstraZeneca vẫn chưa được xác định. Đợt giao hàng vào tuần tới bao gồm hơn 1 triệu liều Pfizer, 650.000 liều Moderna và 300.000 liều Johnson Johnson. Tất cả các lô hàng sẽ được phân phối đến các tỉnh và vùng lãnh thổ vào đầu tháng 5. Trong khi đó, một số tỉnh đã giảm số tuổi tối thiểu được tiêm vaccine AstraZeneca. Chính phủ vẫn không biết khi nào là lô hàng tiếp theo của vaccine đó sẽ đến. Cho đến nay, thì nguồn cung cấp vaccine AstraZeneca như nhỏ giọt từ các hợp đồng nhỏ trong chương trình COVAX Ấn Độ và Hoa Kỳ, chứ không phải từ hợp đồng chính với AstraZeneca Oxford. Hợp đồng chính với 20 triệu liều ước tính sẽ bắt đầu đến Canada vào tháng 6. Trong khi đó, thì Ấn Độ đã phải đối mặt với số ca mắc bệnh mới mỗi ngày tăng một cách kỷ lục. Các quan chức liên bang đã xác nhận rằng 1,5 triệu liều Covishield AstraZeneca mà Canada thỏa thuận mua với huyện huyết thanh của Ấn Độ sẽ không thể giao hàng cho Canada trong thời gian gần một đợt giao hàng mới từ Mỹ có thể làm giảm tình trạng thiếu hụt vaccine AstraZeneca của Canada. Ngoài 1,5 triệu liều Canada đã mượn từ Hoa Kỳ, tuy nhiên, thông tin chi tiết chưa được tiết lộ. Trong khi đó, Moderna tiếp tục gặp vấn đề với việc tăng cường năng lực sản xuất và chậm trễ trong việc giao hàng. Tính đến thứ năm, Canada phân phối hơn 13,7 triệu liều vaccine và 11 triệu liều vaccine trong số đó đã được sử dụng. Hơn 30% dân số người lớn được tiêm ít nhất là một mũi. Canada ngừng các chuyến bay từ Ấn Độ và Pakistan trong 30 ngày. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải là ông Omar El Gabra cho biết, Canada sẽ ngừng các chuyến bay chở khách từ Ấn Độ và Pakistan trong 30 ngày, trước lo ngại về các ca Covid-19 gia tăng và một biến thể virus mới. Trong hai tuần qua, hơn 100 chuyến bay quốc tế hạ cánh tại Canada đã mang theo ít nhất một ca dương tính với Covid-19 trên máy bay ít nhất 32 trong số các chuyến bay đó là từ Ấn Độ. Lệnh ngừng bay có hiệu lực lúc 11 giờ 30 tối thứ Năm hôm nay và không ảnh hưởng đến các chuyến bay chở hàng. Bộ trưởng Y tế Canada bà Pari Haichu cho biết, có 1,8% các trường hợp được phát hiện cho đến nay là ở khách du lịch. Nhưng việc loại bỏ việc đi lại trực tiếp từ Ấn Độ và Pakistan là nhằm giúp các quan chức y tế có thời gian để hiểu rõ hơn về biến thể Lần đầu tiên được phát hiện ở Ấn Độ. Mặc dù không được Bộ Y tế Canada chính thức chỉ định là một biến thể đáng lo ngại, biến thể B1617 đang được coi là một biến thể đáng lo ngại và được mô tả là có đột biến kép do một cặp đột biến mà Bộ Y tế Ấn Độ cho biết có thể mang lại khả năng thoát miễn dịch và tăng khả năng lây nhiễm. Phòng tiêm chủng di động được thiết lập ở Bắc Etobicoke, Ontario. Một phòng tiêm chủng ngừa di động bắt đầu tiêm ngừa vaccine COVID-19 ở vùng Bắc Etobicoke từ ngày hôm nay thứ Năm. Phòng tiêm chủng được đặt tại Rexdale Community Hub và sẽ tiêm chủng cho những cư dân từ 18 tuổi trở lên sống trong mã vùng bưu chính là M9V. Địa chỉ của phòng tiêm này là số 21 Panorama Court, hoạt động từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều và sẽ trở lại khu này vào hai ngày thứ Năm đó là ngày 29 tháng 4 và ngày 6 tháng 5. Người dân có thể gọi số 647 213 1835 để đặt lịch hẹn. Phòng khám tiêm chủng giả chiến ở Dowsville, Ontario tiêm vaccine cho cư dân trên 18 tuổi, không cần hẹn trước. Một phần tiêm giả chiến ở khu vực North York đang tiêm chủng cho cư dân từ 18 tuổi trở lên Địa điểm là sân thi đấu Downsfield Arena của Humber River Hospital. Bắt đầu từ 9 giờ sáng thứ Sáu ngày 23 tháng 4, nơi đây sẽ tiêm vaccine trên cơ sở ai đến trước khám trước cho những người sống hoặc làm việc trong các khu vực có mã bưu điện như sau M3L, M3M và M3N. Phòng tiêm sẽ tiến hành tiêm vaccine Moderna cho đến khi hết nguồn cung vaccine cư dân cần cung cấp giấy tờ tùy thân cho thấy nơi họ sống hoặc làm việc như bằng lái xe, hộ chiếu, thẻ sức khỏe hoặc giấy tờ tùy thân làm việc. Quebec mở rộng tiêm chủng COVID-19 cho những người bị bệnh mãn tính hoặc khuyết tật. Bộ trưởng Y tế của tỉnh bang Quebec sẽ mở rộng triển khai tiêm chủng COVID-19 cho những người bị bệnh mãn tính và những người bị khuyết tật về trí tuệ và thể chất. Theo kế hoạch, thì tỉnh đang mở rộng khả năng tiếp cận để bao gồm nhiều người dưới 60 tuổi mắc bệnh mãn tính bắt đầu từ ngày thứ sáu. Danh mục bao gồm bệnh tiểu đường, béo phì và các vấn đề về hô hấp. Trước đó thì chỉ có những người được coi là có nguy cơ cao hoặc cần được chăm sóc tại bệnh viện mới có thể tiêm liều đầu tiên. Những người khuya bác mắc bệnh khuyết tật về trí tuệ hoặc thể chất cũng có thể đăng ký mũi đầu tiên để bắt đầu tiêm vào ngày 28 tháng 4. Những người chăm sóc cho những người này cũng có thể đặt lịch hẹn để tiêm vaccine. Bộ trưởng Christine Dubé tin tưởng rằng nguồn cung mà tỉnh này đang có sẽ đủ để tiêm cho các nhóm bổ sung này. Mục tiêu của Quebec là tiêm chủng cho tất cả những người lớn nào muốn tiêm trước ngày 24 tháng 6. Tỉnh đã tiêm hơn 2,5 triệu liều kể từ khi chiến dịch tiêm chủng bắt đầu vào tháng 12 năm ngoái. Sau đây là cập nhật nhanh tình hình COVID-19 trên khắp Canada. Tính đến tối ngày 22 tháng 4, Canada báo cáo thêm 8.374 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca COVID-19 của Canada lên mức 1.155.836, trong số đó có 86.531 ca còn bệnh. Có trên 1.045.000 ca phục hồi, số ca tử vong là 23.822. Thủ hiến tỉnh Nova Scotia đã giới thiệu các biện pháp ngắt mạch circuit breaker mới vì số ca COVID-19 trong tỉnh đã tăng lên mức cao nhất trong một năm các biện pháp mới được áp dụng trong 4 tuần đối với khu vực Halifax và các khu lân cận, hạn chế việc đi lại không cần thiết. Các nhà hàng sẽ chỉ mở cửa phục vụ đồ ăn mang về, các cửa hàng bán lẻ vẫn mở cửa nhưng với công suất là 25% và một số trường học sẽ được chuyển sang hình thức học trực tuyến. Không có hạn chế đối với các công viên ngoài trời, nhưng các phòng tập thể dục và phòng tập yoga đều phải đóng cửa. Các quan chức y tế cho biết có 38 ca nhiễm Covid-19 mới, là con số cao nhất mà tỉnh từng thấy kể từ cuối tháng 4 năm ngoái. Số ca đang bệnh đã tăng lên 111 trường hợp tại tỉnh bang này. Chính phủ của Thủ hiến Ian Rankin gần đây cũng đã tăng cường các hạn chế đối với hầu hết các chuyến du lịch không thiết yếu trong thời gian ít nhất 4 tuần. Các quan chức y tế ở Newfoundland báo cáo 3 ca nhiễm mới, trong khi Prince Edward Island có 1 ca. New Brunswick có 19 ca nhiễm mới. Chuyển sang tỉnh bang Ontario. Tỉnh Ontario báo cáo 3.682 ca nhiễm mới và thêm 40 ca tử vong. Số ca nhập viện tại tỉnh, nơi đang phải đối mặt với sự căng thẳng lớn đối với hệ thống chăm sóc sức khỏe, hiện là 2.350 bệnh nhân, trong khi số bệnh nhân đang được chăm sóc đặc biệt lên đến 806 người, trong đó 588 người đang cần trợ thở máy. Tại tỉnh Quebec, các quan chức y tế báo cáo 1.248 ca nhiễm mới và thêm 7 ca tử vong. Số ca nhập viện đứng ở mức 711 người, với 174 bệnh nhân đang được chăm sóc đặc biệt. Tại các tỉnh vùng Thảo Nguyên, tỉnh Manitoba có thêm 261 ca nhiễm mới và 1 ca tử vong. Tỉnh Saskatchewan báo cáo 254 ca nhiễm mới và thêm 1 ca tử vong. Có 177 người đang nhập viện và 48 người đang được chăm sóc đặc biệt khoảng 53% cư dân từ 40 tuổi trở lên đã được tiêm liều vaccine đầu tiên. Tỉnh Alberta báo cáo thêm 1.857 ca nhiễm mới và thêm 6 ca tử vong. Tỉnh cũng xác nhận trường hợp COVID-19 đầu tiên liên quan đến biến thể B1617 rất dễ lây lan mà đang thúc đẩy sự gia tăng lớn các trường hợp nhiễm ở Ấn Độ. Giám đốc y tế của tỉnh là tiến sĩ Dina Hinshaw thông báo rằng Thời gian chờ đợi dữ liệu vaccine thứ nhất và thứ hai cho một số bệnh nhân ung thư sẽ được rút ngắn xuống còn 21 đến 28 ngày. Trong khi đó, thì tỉnh bang BC báo cáo thêm 1.006 ca nhiễm mới và thêm 4 ca tử vong. Số ca nhập viện đang đứng ở mức 502 người, là một mức cao kỷ lục mới, với 161 bệnh nhân đang được chăm sóc đặc biệt. Cán bộ y tế của tỉnh, tiến sĩ Bonnie Henry cho biết, Áp lực đối với hệ thống chăm sóc sức khỏe của tỉnh BC là rất lớn ngay bây giờ. Do đó, tỉnh sẽ bắt đầu hạn chế các ca phẫu thuật không khẩn cấp ở khu vực Lower Mainland trong ít nhất 2 tuần tới để chuyển nguồn lực sang chăm sóc bệnh nhân mắc COVID-19. Tại khu vực Fraser Health, Bộ trưởng Y tế Adrian Dix ước tính rằng 750 ca phẫu thuật không khẩn cấp theo lịch trình sẽ không được thực hiện trong khoảng thời gian 2 tuần tới và khu vực Vancouver Coastal cũng sẽ hoãn 1.000 ca phẫu thuật không khẩn cấp. Trên khắp miền Bắc, Nunavut có 3 ca bệnh mới. Các bệnh viện ở Ontario dừng các phẫu thuật không khẩn cấp. Các bệnh viện ở Ontario đã được lệnh dừng ngay lập tức tất cả các cuộc phẫu thuật không khẩn cấp. Lệnh này đến từ giám đốc y tế của tỉnh, đó là tiến sĩ David Williams. Với mục đích là tạo thêm năng lực cho các bệnh viện của các tỉnh và các đơn vị chăm sóc đặc biệt vốn đang phải chống chọi với số lượng bệnh nhân COVID-19 đang lên cao trong đợt thứ ba. Trong chỉ thị mới này, tiến sĩ Williams nói, sự gia tăng của các biến thể đáng lo ngại ở Ontario so với những người bị nhiễm các biến thể trước đó dẫn đến nhiều người bị COVID-19 phải nhập viện và phải vào phòng chăm sóc đặc biệt ICU. Lệnh mới cho phép các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe xác định những thủ tục nào có thể được hoãn lại trong phạm vi hoạt động của họ. Được biết là các bệnh viện đã bắt đầu giảm các phẫu thuật không khẩn cấp vào đầu tháng theo khuyến nghị của Bộ Y tế Ontario. Các bệnh viện nhi sẽ không bị ảnh hưởng bởi chỉ thị này. Một số bác sĩ ICU tại bệnh viện Michael Garron ở Toronto cho biết, tỷ lệ tử vong do COVID-19 ở những người Canada trẻ tuổi đã tăng đáng kể trong những tháng gần đây. Bác sĩ Michael Warner cho biết, từ ngày 1 tháng 9 năm ngoái đến cuối tháng 2, cứ 5 ngày là lại có một bệnh nhân dưới 50 tuổi trong ICU chết vì COVID-19. Trong 48 ngày đầu tiên của làn sóng COVID-19 thứ ba, thì tỷ lệ này đã tăng lên 1 chỉ trong không đến 2 ngày. Được biết, hiện nay đang có 2.335 người phải nằm viện ở trong các bệnh viện của tỉnh bang Ontario vì bệnh COVID-19 và trong đó có đến 790 người phải vào phòng chăm sóc đặc biệt ICU. Thủ hiến Doug Ford xác nhận chương trình nghỉ bệnh có lương sắp được thực thi và tuyên bố lệnh khẩn cấp để mở đường cho càng nhiều nhân viên đến giúp các bệnh viện. Thủ hiến Ontario Doug Ford xác nhận rằng tỉnh đang xem xét chương trình nghỉ bệnh có lương cho người lao động ở tỉnh sau nhiều tháng từ chối xem xét chính sách này. Tuy nhiên, ông không cho biết khi nào chương trình được công bố. Thủ hiến Ford đã cố kìm nước mắt. Khi ông xin lỗi vì đã đưa ra quyết định tăng cường quyền lực thực thi của cảnh sát và đóng cửa các sân chơi khi công bố vào thứ Sáu tuần trước. Trong bối cảnh số ca bệnh và ca nhập viện đang tăng cao trong tỉnh, ông cho biết chính phủ của ông đã hấp tấp và đã sai lầm. Cùng ngày, tỉnh Ontario đã ban hành hai lệnh khẩn cấp mới sẽ giúp đưa nhiều nhân viên chăm sóc sức khỏe vào các bệnh viện đang bị quá tải bởi Covid-19. Một lệnh cho phép nhân viên cung cấp dịch vụ chăm sóc bệnh nhân ngoài phạm vi hành nghề thông thường của họ, phù hợp với nhiệm vụ được giao bởi bệnh viện. Lệnh còn lại cho phép nhân viên chăm sóc sức khỏe ngoại tỉnh làm việc tại bệnh viện Ontario mà không cần đăng ký với các trường cao đẳng quy định trong tỉnh. Chính phủ cho biết, các lệnh này sẽ cho phép nhân viên từ các cơ sở y tế của tỉnh Ontario được tái bố trí đến các bệnh viện và cũng sẽ mở đường cho các nhân viên y tế ngoại tỉnh hành nghề tại đây tỉnh Ontario đã nhận được những lời đề nghị hỗ trợ nhân viên y tế dự kiến đến từ tỉnh Newfoundland and Labrador, Prince Edward Island và tỉnh Nova Scotia. Đợt sóng nhiễm bệnh COVID-19 thứ ba đã đưa các bệnh viện ở tỉnh Ontario đến bờ vực. Các bệnh viện đã phải di chuyển bệnh nhân đến các vùng khác và cắt giảm phẫu thuật không khẩn cấp. Bộ Y tế Canada đề xuất hạn chế đối với bột Thauk viết là T-A-N-L-C, đó là loại bột hoặc thạch có trong một số sản phẩm chăm sóc cá nhân Bộ Y tế Canada đang đề xuất những hạn chế đối với việc sử dụng bột thao trong một số mỹ phẩm và sản phẩm tẩy rửa cá nhân do khả năng của chất này gây tổn thương tính phổi và dẫn đến nguy cơ ung thư các hạn chế sẽ mở rộng và cảnh báo về việc sử dụng bột thao trong các sản phẩm có thể hít phải chẳng hạn như bột mỹ phẩm dạng lỏng cũng như các sản phẩm tiếp xúc với vùng kín của phụ nữ bao gồm bồn tắm, khăn lao cơ thể và các sản phẩm tắm bồn. Một đánh giá sàng lọc cuối cùng do Bộ Y tế Canada và Bộ Môi trường Canada hoàn thành gần đây đã kết luận rằng việc hít phải bột thao có thể gây hại cho phổi. Và việc sử dụng bột thao trong các sản phẩm chăm sóc da cá nhân dành cho phụ nữ có thể gây ung thư buồn trứng. Bộ Y tế Canada trước đây đã hạn chế việc sử dụng bột thao trong các sản phẩm dạng bột cho trẻ em và trẻ sơ sinh. Nhãn hiệu bắt buộc là phải có lời cảnh báo với cha mẹ là phải đưa sản phẩm tránh xa ra mặt của trẻ em để khỏi hít phải. Giờ đây, các hạn chế bổ sung sẽ được ban hành để cảnh báo về việc nguy cơ hít phải chất này đối với người lớn và khả năng mắc phải bệnh ung thư ở phụ nữ khi sử dụng các sản phẩm có thao. Người dân muốn cung cấp phản hồi cho chính phủ liên bang về những hạn chế được đề xuất này, có thể cho ý kiến cho đến ngày 23 tháng 6. Bộ Y tế Canada cho biết việc ăn phải bột thao hoặc các sản phẩm như là giấy, sơn, nhựa hoặc gốm xứ có chứa khoáng chất này mà tiếp xúc với da thì không nguy hiểm. Nó cũng an toàn để sử dụng trong dầu gội đầu khô, bột rửa chân và các sản phẩm sức khỏe tự nhiên và một số các thuốc không kê đơn. Được biết, thau viết là t a n c là một loại khoáng chất tự nhiên được tìm thấy ở trong các mỏ ở Canada và nước ngoài và không gây hại cho môi trường. Phẫu thuật cắt bỏ khối u nặng gần 3 pounds các bác sĩ tại bệnh viện SickKids đã cho một bé trai ở Winnipeg một cơ hội sống. Hy vọng đối với cặp đôi Julie và Paul Devine dần cạn kiệt khi một khối u có khả năng kháng thuốc trong bụng con của họ, phình to đến mức hạn chế khả năng ăn, ngủ và thở của em bé. Sau đó, trong một cuộc phẫu thuật kỳ công, các bác sĩ tại bệnh viện SickKids ở Toronto đã cho cậu bé Felix một cơ hội sống cha mẹ của bé Felix đã phát biểu như thế sau cuộc phẫu thuật. Trong quá trình kéo dài hơn 6 giờ đồng hồ, một đội ngũ nhân viên y tế gồm 8 người đã loại bỏ khối u nặng 1,3 kg là gần 3 pounds ra khỏi cơ thể của em, bất chấp ý kiến của một số chuyên gia rằng khối u không thể phẫu thuật được. Gia đình Devin có con đầu lòng vào ngày 16 tháng 7 năm 2020. Khi được khoảng 4 tháng tuổi, bé Felix trở nên cáu kỉnh hơn bình thường, em ngủ không ngon và không chịu để bố mẹ đặt xuống. Mẹ đã đưa bé đến phòng cấp cứu tại trung tâm khoa học sức khỏe ở Winnipeg để xem em có bị nhiễm trùng đường tiết niệu hay không. Sau một loạt các xét nghiệm, các bác sĩ cho biết bé Felix có một khối u trong bụng. Sau đó em được chẩn đoán mắc bệnh khối u cơ vân, một loại ung thư mô mềm chủ yếu ảnh hưởng đến trẻ em. Bé Felix đã trải qua nhiều tháng trong bệnh viện để hóa trị, nhưng khối u vẫn tiếp tục phát triển cho đến khi lấp đầy gần hết khoang bụng, chiếm chỗ của một số cơ quan quan trọng, bao gồm thận, gan và ruột. Áp lực cũng đã cản trở phổi hoạt động. Khi trở về nhà ở Winnipeg sau cuộc phẫu thuật, ông Paul Devin, ba của bé Felix, cho biết bé đang thích nghi với dịp sống chậm hơn sau nhiều tháng ở chế độ sinh tồn. Bé Felix vẫn tiếp tục phát triển từng ngày, Đầu tuần này, lần đầu tiên em có thể nằm sóc. Hãng hàng không giá rẻ mở dịch vụ đến Canada với các chuyến bay giữa Vancouver và New York. Hãng hàng không giá rẻ của Hoa Kỳ gọi là JetBlue đang mở rộng hoạt động của mình với các chuyến bay đầu tiên đến Canada. Hãng hàng không có trụ sở tại New York cho biết họ sẽ triển khai các chuyến bay giữa Vancouver và New York cũng như dịch vụ theo mùa từ Boston, bắt đầu từ mùa hè năm 2022. Đây là một phần của kế hoạch thêm 7 điểm đến vào bản đồ lộ trình từ New York hoặc Boston, bắt đầu từ cuối năm nay. Động thái này đón đầu hy vọng gia tăng du lịch cho nhu cầu bị dồn nén sau khi tiêm chủng COVID-19 mở rộng. JetBlue sẽ phải cạnh tranh với các hãng hàng không Canada, bao gồm Air Canada và WestJet Airlines. Tiếp theo sau bản tin Canada là một số tin tức thế giới đáng chú ý khác. Mời các bạn tiếp tục theo dõi sau đây. Sau đây là cập nhật tình hình Covid-19 trên thế giới. Tính đến thứ năm, hơn 144.2 triệu ca nhiễm Covid-19 đã được báo cáo trên toàn thế giới. Số người tử vong trên toàn cầu được báo cáo là hơn 3 triệu người. Tại khu vực châu Á Thái Bình Dương, Úc sẽ giảm số lượng các chuyến bay đến từ Ấn Độ vì số ca nhiễm Covid-19 ngày càng gia tăng ở quốc gia này. Thủ tướng Scott Morrison cho biết, ông đã đồng ý với các nhà lãnh đạo tiểu bang và vùng lãnh thổ rằng, số lượng công dân và thường trú nhân Úc quay trở lại trong các chuyến bay thuê bao sẽ giảm 30%. Chính phủ cũng sẽ sớm thông báo giảm 30% các chuyến bay thương mại theo lịch trình từ Ấn Độ. Lào đã đóng cửa thủ đô và biên giới quốc tế đối với hầu hết các phương tiện giao thông vào thứ năm, sau khi xác định một cụm Covid-19 liên quan tới nước láng giềng Thái Lan. Ở châu Âu, một kế hoạch của chính phủ thủ tướng Đức, Angela Merkel, nhằm yêu cầu các hạn chế tiêu chuẩn ở các khu vực mà coronavirus đang lây lan quá nhanh đã vượt qua được rào cản lập pháp cuối cùng. Hiện giờ kế hoạch đã được chuyển cho tổng thống Frank Walter Steinmeier để được ký. Chính phủ Na Uy cho biết họ sẽ cho Thụy Điển và Iceland mượn toàn bộ 216.000 liều vaccine AstraZeneca của mình, miễn là Na Uy vẫn tạm dừng sử dụng vaccine này. Bộ trưởng Y tế Ben Hoy nói rằng nếu sử dụng vaccine AstraZeneca được tiếp tục, họ sẽ nhận lại số liều đã cho mượn ngay khi họ yêu cầu. Lúc đó, Iceland và Thụy Điển sẽ gửi lại những liều từ lần giao hàng đầu tiên từ AstraZeneca. Trong khi đó, chương trình tiêm chủng triển khai từ từ của Brazil dường như đã làm chậm tốc độ tử vong ở người cao tuổi của quốc gia này. Nhưng COVID-19 vẫn đang tiếp tục gia tăng trong nhóm người trả tuổi mà chưa được tiêm chủng. Ít hơn 9 triệu trong số 210 triệu cư dân ở Brazil đã được tiêm chủng đầy đủ chống lại COVID-19, theo Our World in Data. Các ca nhiễm virus mới được xác nhận ở tất cả các nhóm tuổi đã tăng khoảng 70% từ tháng 12 đến tháng 3 các trường hợp nhiễm mới được báo cáo đã tăng từ 1,3 triệu trong tháng 12 lên 2,25 triệu ca mắc mới vào tháng 3. Chương trình vaccine của Brazil đã bị trì hoãn nhiều lần, nhưng tổng thống Jair Bolsonaro đã phớt lờ lời kêu gọi của các chuyên gia y tế và một số thống đốc để áp đặt một lệnh đóng cửa trên toàn quốc để làm chậm sự lây lan của virus. Hoa Kỳ tăng mục tiêu cắt giảm khí thải nhà kính Thủ tướng Justin Trudeau cam kết sẽ cắt giảm ít nhất là 40% lượng khí thải vào năm 2030 tại Hội nghị Thượng đỉnh Khí hậu. Tại Hội nghị Thượng đỉnh Khí hậu Toàn cầu vào hôm thứ Năm do Tổng thống Hoa Kỳ ông Joe Biden chủ trì, thì Hoa Kỳ đã cam kết sẽ cắt giảm một nửa lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính vào năm 2030. Với mục tiêu này thì Tổng thống Biden hy vọng sẽ có thể thúc đẩy các quốc gia lớn khác cũng tham gia và giúp nâng cao tham vọng của ông trong việc chống lại sự nóng lên của toàn cầu. Hiện nay thì Hoa Kỳ đang là quốc gia dẫn đầu về ô nhiễm khí thải, chỉ sau Trung Quốc đang tìm cách giành lại vị trí lãnh đạo toàn cầu trong cuộc chiến chống lại biến đổi khí hậu, sau khi nước này rút khỏi các nỗ lực quốc tế nhằm cắt giảm lượng khí thải ở thời cựu tổng thống Donald Trump. Tổng thống Biden đã công bố mục tiêu cắt giảm là 50 cho tới 52% lượng khí thải theo mức khí thải của năm 2005 ở hội nghị Cuộc họp thượng đỉnh về khí hậu toàn cầu đã kéo dài 2 ngày, diễn ra theo hình thức trực tuyến với sự tham dự của các nhà lãnh đạo đến từ 40 nước, bao gồm cả quốc gia gây ô nhiễm lớn như Canada, Trung Quốc, Ấn Độ và Nga. Thủ tướng Nhật ông Yoshihide Suga và Thủ tướng Canada Justin Trudeau cũng tăng mục tiêu cắt giảm khí thải của quốc gia mà họ lãnh đạo. Với Nhật Bản thì giảm từ 26 lên 46%, còn Canada thì giảm từ 30 lên 40 đến 45%. Trong khi đó thì nhà lãnh đạo Trung Quốc ông Tập Cận Bình không có thông báo mục tiêu cắt giảm mới, chỉ thông báo rằng lượng khí thải carbon của Trung Quốc sẽ đạt đỉnh trước năm 2030 và Trung Quốc sẽ đạt được mức phát thải ròng bằng không vào năm 2060. Thủ tướng Ý từ chối tiền mặt từ Trung Quốc khi khối châu Âu chuẩn bị ra mắt các quỹ phục hồi mới. Với khoảng 200 tỷ euro, tức là khoảng 240 tỷ đô la Mỹ từ quỹ phục hồi của châu Âu chuẩn bị được rót vào ý, thủ tướng Mario Draghi tăng gấp hai lần các nỗ lực bảo vệ công ty ở địa phương khỏi sự thâu tóm của các quốc gia khác, đặc biệt là Trung Quốc. Chiến lược này đã chứng kiến các bộ trưởng ý và pháp phối hợp để ngăn chặn một giao dịch để bán đơn vị xe tải và xe bus Iveco SpA có trụ sở tại Turin ở ý cho công ty For Group của Trung Quốc trong tháng này, theo Bloomberg đưa tin. Chính phủ của Thủ tướng Ý, ông Mario Draghi, đang hoàn thiện chương trình đầu tư và cải cách kinh tế mà sẽ nhận được tài trợ khoảng 200 tỷ euro bằng các trợ cấp và khoản vay từ khối châu Âu. Đây có thể là khoản phân bổ ngân sách cấp quốc gia lớn nhất từ quỹ phục hồi sau đại dịch trị giá 750 tỷ euro của khối châu Âu cho 27 quốc gia thành viên thuộc khối này. Sự thành công của các cải cách do Thủ tướng Draghi đề xuất không chỉ mở ra triển vọng về sự hồi sinh của nền kinh tế của Ý, mà còn cho sự hội nhập chính trị và tài chính của châu Âu. Các khoản viện trợ và cho vay của khối châu Âu sẽ giúp thúc đẩy tăng trưởng ở Ý, sau khi tổng sản phẩm quốc nội đã giảm 8,9% vào năm ngoái, là mức sụt giảm hàng năm tồi tệ nhất kể từ năm 1945. Ở Rome, Thủ tướng Draghi đã nói rõ rằng, ông có thể sử dụng sức mạnh vàng để chống lại Trung Quốc một lần nữa trong tương lai các quy tắc phải được sử dụng khi cần thiết, ông nói với các phóng viên vào ngày 8 tháng 4. Tổng thống Hoa Kỳ ông Joe Biden đề xuất tăng thuế đối với người giàu và thu nhập từ vốn để tài trợ cho việc chăm sóc trẻ em. Tổng thống Hoa Kỳ ông Joe Biden sẽ đưa ra kế hoạch tăng thuế đối với những người Mỹ giàu có nhất, bao gồm mức tăng thuế lớn nhất từ trước đến nay đối với lãi đầu tư của họ. Tiền thuế được dùng cho việc tài trợ khoảng 1.000 tỷ Mỹ kim cho việc chăm sóc trẻ con, phổ cập giáo dục mầm non và nghỉ phép có lương cho người lao động. Rồi thờ đưa tin, đây là một phần trong nỗ lực của nhà trắng nhằm cải tổ toàn diện hệ thống thuế của Mỹ, khiến cho người giàu và các công ty lớn phải trả nhiều hơn kêu gọi tăng mức thuế thu nhập cận biên cao nhất từ 37 lên 39,6% và tăng gấp đôi thuế đối với lãi vốn capital gain lên 39,6% cho những người kiếm được hơn 1 triệu đô la. Đó sẽ là mức thuế cao nhất đối với thuế thu nhập từ đầu tư mà hầu hết được trả bởi top 1% người Mỹ kể từ năm 1920. Tin tức về đề xuất này đã gây ra sự sụt giảm mạnh trên Wall Street. Chỉ số S&P 500 đã giảm 1% vào đầu giờ chiều mức giảm mạnh nhất trong hơn một tháng. Tuy nhiên, bất kỳ sự gia tăng kinh phí nào đều cần phải thông qua quốc hội, nơi đảng Dân Chủ của Tổng thống Biden chiếm đa số ghế, và việc này chắc chắn sẽ không nhận được sự ủng hộ của đảng Cộng hòa. Các nguồn tin cho biết chi tiết sẽ được công bố vào tuần tới trước khi Tổng thống Biden phát biểu trước quốc hội. Nga lên kế hoạch phóng trạm tàu vũ trụ riêng của mình vào không gian sau khi rời bỏ trạm không gian quốc tế ISS. Theo người đứng đầu cơ quan vũ trụ Roscosmos cho biết, Nga đã sẵn sàng cho việc bắt đầu xây dựng một trạm tàu vũ trụ của riêng mình và phóng nó lên quỹ đạo vào năm 2030 nếu Tổng thống Vladimir Putin cho phép. Dự án sẽ đánh dấu một chương mới cho hoạt động khám phá không gian của Nga và kết thúc hơn hai thập kỷ hợp tác chặt chẽ với Hoa Kỳ trên trạm vũ trụ quốc tế ISS cũ kỹ. Suốt từ năm 1998, các nhà du hành vũ trụ của Nga đã cùng làm việc với các đối tác từ Hoa Kỳ và 16 quốc gia khác trong kế hoạch xây dựng ISS, được xem là một trong những lần hợp tác gần gũi nhất giữa Moscow và Washington. Hiện tại thì quan hệ giữa Hoa Kỳ và Nga lại đang gặp khủng hoảng sâu sắc về vấn đề nhân quyền tấn công mạng và nhiều lĩnh vực khác. Phó Thủ tướng Yuri Borisov nói với kênh truyền hình Nga vào cuối tuần rằng Moscow sẽ thông báo cho các đối tác việc họ rời khỏi dự án ISS bắt đầu từ năm 2025. Trạm không gian của Nga không giống như trạm ISS, rất có thể sẽ không được đưa vào hoạt động vĩnh viễn vì đường quỹ đạo sẽ khiến nó bị nhiễm bức xạ cao hơn. Nhưng các nhà du hành vũ trụ sẽ đến thăm và trạm cũng sẽ sử dụng trí tuệ nhân tạo và robot. Một nguồn tin giấu tên tiết lộ rằng Nga đã lên kế hoạch chi tới 6 tỷ đô la Mỹ để khởi động dự án. Tàu thám hiểm Perseverance của NASA tạo ra khí oxy trên sao hỏa thành công. Mục đích ban đầu của chiếc tàu thám hiểm Perseverance có thể chỉ để ghi lại cảnh mà máy bay Ingenuity cất cánh trong hai tuần tới, nhưng NASA sẽ không để thời gian của nó trên sao hỏa trôi qua một cách lãng phí. Vừa qua, con tàu đã thành công trong việc chuyển đổi một lượng khí giàu CO2 trên sao hỏa thành khí oxy. Đây là lần đầu tiên cho cuộc thử nghiệm của thiết bị Moxi viết tắt cho thí nghiệm tận dụng tài nguyên khí oxy trên sao hỏa được tiến hành. Sau khi khởi động khoảng 2 tiếng, thì Moxi đã sản xuất ra 5,4 gram khí oxy, một lượng khí đủ để duy trì sự sống cho một phi hành gia trong khoảng thời gian là 10 phút. Thiết bị Moxi này có kích thước bằng một chiếc mái nướng bánh mì, và đó là một công nghệ đã được cài đặt trên con tàu thám hiểm. Nếu thí nghiệm này thành công, nó có thể sẽ hỗ trợ cho con người khám phá sao Hỏa trong tương lai. Sau đây là cập nhật nhanh về đồng đô la Canada và giá vàng. Vào cuối ngày giao dịch hôm nay, đồng đô la Canada bằng 0,8000 đô la Mỹ và bằng 0,6656 đồng Euro. Theo Bank of Canada, trong khi đó, thì 1 đô la Canada bằng 18.451 đồng Việt Nam theo XC.com vào tối thứ Năm. Giá dầu Brent đang đứng ở mức 65,58 đô la Mỹ một thùng. Giá vàng dầu ngay ở mức 1.783,03 đô la Mỹ một ounce. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin Canada của ngày 22 tháng 4 hôm nay do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Một lần nữa, Hoàng Anh xin kính mời quý vị đăng ký, subscribe và nhớ nhấn nút chuông kế bên để được thông báo các video tin tức tiếp theo. Kênh Culture Channel của chúng tôi có video tin tức cập nhật hàng ngày, cũng như các video về văn hóa du lịch, ẩm thực, sức khỏe và đời sống được cập nhật liên tục trong tuần. Mời các bạn đón theo dõi và xin hãy giúp Culture Channel chia sẻ video để thêm nhiều bạn được biết tin tức, cũng như là một nguồn động lực để chương trình có thể được tiếp tục. Rất cảm ơn tất cả các ý kiến đóng góp của các bạn. Xin chúc các bạn nhiều sức khỏe và luôn bình an. Hoàng Anh, Tuấn Liêm xin chân thành cảm ơn và kính chào tạm biệt. Có lẽ bạn cho rằng hành vi đến thăm bạn bè khi rảnh rỗi là chuyện bình thường, vô thưởng vô phạt. Thế nhưng trong lúc chúng ta bình thản sinh sống như mọi ngày, thì một số người vì hành vi của chúng ta mà họ đang vùng vẫy để sống còn. Trong lúc nhiều người vẫn chưa đến lượt chết ngừa, và trước khi tất cả mọi người đều được chích ngừa COVID-19, xin quý vị cố gắng ở nhà và chỉ ra ngoài khi tối cần thiết. Muốn biết thêm chi tiết, quý vị có thể đến trang mạng covid19/ontario.ca. Một lời nhắn từ chính phủ Ontario.